Lòng từ bi thường được ẩn dụ bằng mây lạnh trong mát, bằng can lồ dịu ngoại, hoặc là trái tim ấp ủ thương yêu của mẹ hiền. Nhưng có những trường hợp lòng từ bi lại được biểu hiện bằng ngọn lửa bùng cháy, thiêu xác tự thân để chuyển tình bạo lực tham phản. Phải có một dũng mãnh phi thường mới có thể thắp cháy để ngọn lửa tuyệt đối đó. Những ngọn lửa vô cùng đó lại được đốt sáng bằng chất liệu giạt rào của lòng từ bi, của trí huệ vô biên. Không có lòng từ bi, không có trí huệ, sẽ không thể nào có được dũng cảm để chuyển hóa và cảnh tỉnh người khác bằng chính xác thân của mình. Ngày 11 tháng 6 năm 1963, ở ngã tư Lê Văn Duyệt và Phan Đình Phùng, giữa thành phố Sài Gòn, ngọn lửa Bồ Tát Thích Quảng Đức đã bùng lên. Ngài cúng dường xác thân cho đạo pháp và giúp chúng sanh đẩy lùi hoa trường. Ngọc hay đá, tự chẳng cần ai ta. Lụa hay tre, nào khiến bút ai ký. Chỗ người ngồi một thiên thu tuyệt tác, trong vô hình sáng chói nét từ bi.
chắp tay đón một mặt trời mới mọc ánh đạo vàng phơi phới đang bừng lên dâng lên ôi đức Phật hôm nay trời có mặt giờ là giờ hoàng đạo nguy nga muôn vạn khối sân si đều mở mắt nhìn nhau tình huynh đệ bao trầm luân bể khổ người vẽ văn đến tối tận dày bước ra ngồi nhập định hướng về tân gọi hết lửa vào xương ra bỏ sau ngã luân hồi đấu đó mang ngang cùng tiếng thở tiếng nấc lên từng nhịp bánh xe quay
mãi chứ còn trái tim Bồ Tát dõi hào quang xuống tận ngục A Tỳ. Ôi ngọn lửa huyền dậy, người bước ra ngồi xuống nhầm đỉnh, nhìn hướng tây gọi hết lửa vào giá thuyền bỏ ngõ. Sao nẻo lần hồi đâu đó đứng đất lên ngừng nhìn xe quay, người phiêu thăng dòng bão im lặng. Bóng người đã hiện trên tầng mây. Tưởng chẳng cần ai cả, dù ngọc hay đá, người ngồi đây luôn tuyệt tán thiên thu. Người còn đó vô hình sáng cho nét từ bi. Rồi đây và mai sau còn chi?
vẫn còn mãi một trái tim Bồ Tát. Hỡi hào quang xuống tận ngục A Tỳ, rồi đây và mai sau còn chi, vẫn còn mãi một trái tim Bồ Tát. Hỡi hào quang xuống tận ngục A Tỳ. Sương rơi trên đầu ngọn cỏ chiều nay, thương ta, thương đời trầm luân. Từ nay dừng bước hại hồ. Nghe chuông thanh
du để em muốn nhìn với nàng thơ. Từ giàn nắng đi qua thoáng trống như cuộc đời ta, dẫu bế bao lâu trôi thăng trời đôi, bao kiếp luân hồi lần dẫn vọng đời. Nguyện dừng tâm phiền não vọng đông, để nghe chuông thanh thoát trên đầu cỏ, từng hồi chuông tình thương trong tâm thức ta, từng hồi chuông thanh thoát thiết tha, làm hòa đi những ân ban tháng sân si thương tình. Ở đây thân đã ơn, ý đã chung, tâm đã lặng, vậy dù có đưa đàn cho những ai chưa biết dừng lại vô minh. Ở đây thân đã an, ý đã trong, tâm đã lặng, khen dù có lương cảm cho những ai chưa biết nằm nôi. Dù con đi hết cuộc đời cũng không đi tròn mấy lời mẹ ru. Thank you.
cho con mưa bằng chiều dương. Con ơi, mẹ là thương đến cho con tâm lý nguyên xưa, cơn duyên và dòng xưa quý cho con. Dù con rằng đời buồn lối, như mây kết hợp rồi tan, thân con là trời cao vói, tim con là cõi địa đàng. Ôi mẹ xuống biển, con đi bóng theo cầu xu mãi mãi theo phương. Ôi mẹ dù con biết yêu thương như câu thơ, nhưng nắng con đi bóng theo cầu xu mãi mãi theo phương. Kính thưa quý vị, một lần nữa Khương Thiền rất hân hạnh được giới thiệu một người bạn thiền của chúng tôi, cư sĩ Trần Minh Anh. Anh sẽ đến chúng ta với một ca khúc của chính anh sáng tác, Sư Chèo Thuyền Đi Đâu. Xin mời anh Trần Minh Anh. Viếng rất lâu ở bên Việt Nam. Sư chèo thuyền đi đâu? Ta chèo ra biển cả. Đâu không là biển cả, sao phải nhọc công chèo? A ha, đâu cũng là biển cả, ngại chi ta chẳng chèo. A ha, đâu không là biển cả, ngại chi ta chẳng chèo. Bài thứ hai. Con thuyền nhỏ thông dong, khua mái nhẹ theo dòng. Sư vỗ thuyền ca hát, âm ba gần hư không. Thì nhân tiện đây thì mình kết hợp hai cái bài thơ này lại thành một cái khúc ca. Nó rất là ngắn, rất là nhỏ. Nhưng mà mình cũng muốn chia sẻ một đôi điều với tất cả quý vị ở đây có mặt hôm nay. Đây như là một, nếu ngày xưa mình định nghĩa công án là một cái gì, một mũi kim đâm vào gai cái người hành giả, để cái người đó phải thô thức và canh cấp với cái mũi kim đó để mà giải quyết cái nỗi đau của chính mình, thì cái định nghĩa đó có thể áp dụng cho hai cái bài thơ này. Nó rất ngắn và có thể được gọi là hai cái công án của thời đại. Nó nói lên được cái niết bàn sinh tử thì không hoa. Tại vì sao? Bởi vì cái người khách hỏi cái vị tăng, sư chèo thuyền đi đâu, thì vị tăng nó đáp lại, ta chèo ra biển cả. Tức là người vị tăng nó vừa đang đi chèo, vừa thoát khỏi sinh tử. Thế nhưng cái người khách đó mới hỏi lại một câu, đâu không là biển cả, sao phải nhọc công chèo? Nhưng mà vị tăng nó rất là bình tĩnh và ông cười một tiếng như một tiếng sư tử hống. À, đâu cũng là biển cả, ngại chi ta chẳng chèo. Cái đó là tinh thần vô ngại cái người. Tại vì khi cái niết bàn và sinh tử đó là ở đó. Và cái dụng của đạo trong cái bài thơ thứ hai đó là con thuyền nhỏ thong dong, khua mái nhẹ theo dòng, sư vỗ thuyền ca hát, âm ba gần hư không. Cái phần thể và tướng trong cái đoạn đầu là cái thể và tướng của đạo, những cái đoạn thứ hai là cái phần dụng của đạo, là thõng tay vào chợ,
là đi vào cứu khổ trong cuộc đời này bằng chính cái giọng, bằng chính cái lời ca tiếng hát của mình, là sư vỗ thuyền ca hát âm ba gợn hư không. Cái con thuyền của vị sư đó đi giữa cái cuộc đời này bồng bềnh và rất là lãng mạn, nhưng mà vẫn là đi trong cái con đường vừa qua sinh tử. Để thay đổi không khí thì cái bài hát này nó có hơi vui nhộn tí, nhưng mà quý vị cùng với Minh Anh để thưởng thức. Sư chèo thuyền đi đâu, chèo thuyền đi đâu, ta chèo ra biển cả, ta chèo ra biển cả, đâu không là biển cả, sao phải dọc sông chèo, à đâu không là biển cả, à đâu không là biển cả, ngài chi ta cứ chèo. Con thuyền nhỏ thăng dông khua mãi nhẹ theo dòng, sư vỗ thuyền ca hát âm ba gần hư không, à ha đâu không là biến cả, à ha đâu không là biến cả, ngài chi ta cứ chèo, à ha đâu không là biến cả, à ha đâu không là biến cả, ngài chi ta cứ chèo. Nếu hạnh phúc mong manh thì khổ đau cũng chống tàn. Không có gì trường cửu hay tận diệt trong nẻo mộng trần gian. Tỉnh giấc vô minh sẽ nhận ra khuôn mặt xưa của mình chưa hề thay đổi. Cứu mình, độ người, chẳng qua chỉ xoay chuyển cái nhìn với tự thân và vũ trụ nhân sinh. Thank you.
cười hoa mây ống lại hoa vần bước bay tâm hoa kết nụ dân cho ngược đời trái ngọt ngọt đầy hoa làm thân tôi uống nước riêng trong tôi ngậm trong lòng tôi nghe biết mặt sau hoa mênh mông thân tôi sống rộng quê hương nghìn dòng chung một dòng chung nước đã nuôi tôi thân luôn luôn dài nước chảy tôi chảy nước buồn nước ấy qua đây khác gì thân này chẳng ngăn hồ mộng cát bụi đầm buồn vạn pháp nương chuyển thường trong vô thường thường trong vô thường cơ hồ chứ không thật, cảnh tha phương cầu thực dường lãng đãng mong manh, chỉ nỗi u uất bị bật gốc bứt lìa khỏi quê hương là hiện thực, như bến sông Hoài quạnh quẻ như trùng khơi sóng dậy. Có lẽ ta buồn hơn ta buồn, chỉ còn lại dư âm, còn lại màu hoàng hoa trong hoài niệm, mà hầu như vẫn mãi mãi trọn vẹn, hầu như. Thank you.
đàn chim xa mãi phương nào. Có lẽ ta về như giấc mơ, lòng rộng sâu trên sân khấu để chúng tôi làm một cuộc phỏng vấn nho nhỏ. Vị khách này mặc rất là nhiều bộ áo trên thân anh, và bộ áo nào cũng đẹp, cũng rực rỡ. Nhưng có một bộ áo chúng tôi thích nhất, đó là bộ áo nhạc sĩ, mà lại nhạc sĩ viết thiền ca. Anh viết rất nhiều nhạc thiền và nhạc đạo, mà đặc biệt là ca khúc Chú Đại Bi mà anh phổ từ lời kinh đã được hơn 500.000 lượt xem ở trên YouTube. Xin mời anh Võ Tá Hân. Trước khi mà bước vào câu hỏi đầu tiên, thì hồi nãy lúc mà bắt đầu chương trình thì chúng ta có hát cái bài được Lắng Lòng Nghe, Lắng Lòng Nghe. Và hình như cái bài đó cũng là anh biết phải không ạ? Đúng rồi. Cái bài trong thi kệ của Thích Trấn Thành. Thì
Cái câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi muốn hỏi là khi anh, cái lý do nào mà dẫn anh đến cái chuyện viết thiền ca? Và khi anh viết thiền ca hoặc là nhạc thiền thì cái cảm xúc của anh nó khác với lại khi anh viết nhạc đời như thế nào? Trước hết thì là tôi chỉ là một nhạc sĩ tài tử thôi, hay là một người yêu nhạc. Có cái may mắn là lúc hồi còn bé thì tôi được đi học quốc gia âm nhạc, thì tôi học về guitar cổ điển. Thì cũng như nhiều cái nhạc sĩ mà trình diễn khác đó, thì sau khi mình đàn những cái bài kinh điển một thời gian xong thì đến một cái lúc nào đó thì mình muốn tâm ra sáng tác, tại vì mình cảm thấy đàn những cái gì đó nó gò bó. Thì về ca khúc cũng vậy, thì hồi còn bé thì mình hát những cái bài của Phẩm Duy, hát nghêu ngao như vậy, nhưng đến một lúc nào đó thì mình cảm thấy nó gò bó, mình bắt đầu mình muốn sáng tác ra. Thì tôi thì bước khi mà bước vào lĩnh vực sáng tác đó, thì tôi chọn cái khía cạnh về phổ thơ. Cái lý do mà phổ thơ là nó có hai lý do. Thứ nhất là tôi rất không có giỏi, không có cái tài về thi ca. Tôi rất là khâm phục cái người mà xuất khẩu thành thơ, viết ra được những cái lời rất là ngắn nhưng mà nó xúc động đâu xa. Rồi chuyện thứ hai nữa đó là việc phổ nhạc đó, phổ thơ đó, thì nó cũng giống như là một cái giải, một cái bài toán, hay là đối với một người tạc tượng đó, một điêu khắc gia đó, thì là nếu đưa một khối đá là thế thì 10 điêu khắc gia tạc thì 10 bức tượng khác nhau. Thì cũng nhạc sĩ mà phổ thơ cũng phải đưa một bài thơ thì 10 người sẽ phổ ra 10 cái ca khúc khác nhau. Rồi hỏi là tại sao mà tôi đến với thiền ca lúc nào, thì tôi nghĩ là trong thi ca Việt Nam thì cái chất thiền nó nằm ở trong, nó bàng bạc ở trong cái lời ca nó từ lâu rồi, nhưng mà có lẽ cái hồi mình trẻ đó mình không có nhận thấy, mình bảo nó là thơ, nó là thơ có vẻ trắng đời hay là gì đó, mình không hiểu được. Nhưng mà đến một cái lúc nào đó thì mình mới có thể mình cảm được cái điều đó. Thành ra khi tôi bắt đầu tôi bước vào sáng tác thơ nhạc thiền ca, thì thực sự ra là ban đầu tôi cũng được thầy Tịnh Từ, thầy viết thư đến thầy gửi, thì thầy giới thiệu những bài thơ đặc biệt nhất là của thầy Quảng Thanh. Và một trong những bài đầu tiên mà tôi viết là bài Thiền Hành, là của thầy Quảng Thanh, là có Hân Hạnh có mặt ở đây. Và một bài nữa của thầy Quảng Thanh mà anh cũng phổ nhạc mà chúng tôi sẽ hát về phần cuối của chương trình, đó là bài Gió Hát Thiền Ca. Xin anh tiếp. Thì phổ thơ đó, lý do như tôi nói nó là như giải một bài toán. Cái ngày mình ở trong trường đó, thì mình giải bài toán đó, thì nó chỉ có một lời giải là đúng. Đến khi ra đời những bài toán ở trên thư trường đó, nó rất phức tạp, nó có nhiều yếu tố lắm, thay đổi theo thời gian không gian. Nhưng mà đến khi mà giải một phổ một cái bài nhạc đó, thì là nó lại là một cái bài toán về văn hóa, về nghệ thuật. Thì nó có cái khó mà làm một bài, từ một bài thơ mà viết thành một bài nhạc, mà để làm sao mà cho nó đi sâu vào lòng người Việt, mà là người Việt lại còn người Bắc, người Trung, người Nam nữa. Thành viết một bài nhạc mà để cho người Việt nghe thì nó cũng không có dễ. Dạ vâng. Nhưng mà thế này anh, như cái bài Thiền Hành mà anh vừa mới nói, hoặc là bài Gió Hát Thiền Ca mà chúng tôi sẽ hát sau này, rất là hay. Mà vì cái lý do nào mà hình như cổng chùa không có mở rộng để đón cái bài hát này? ngày tôi đi học trường nhạc á, thì là học bao nhiêu thứ lý thuyết, học ở Bắc thì mình thấy một cái là ở bên Thiên Chúa thì họ trọng về âm nhạc lắm. Những âm nhạc cổ điển là cái nôi là từ bên mấy nhà thờ ra. Thì các anh cũng thấy là ở bên phía Thiên Chúa đó, thì nhạc đi đến độ là vào ngay trong những cái buổi lễ đó kìa. Về bên phía Phật giáo mình thì chưa đạt cái mức đó. Thì âm nhạc đến với chùa là chỉ đang đi vòng ngoài thôi. Cái là đến mấy chùa thì có những, bây giờ đã có những cái sinh hoạt, chẳng hạn như là gia đình Phật tử, rồi sau những cái buổi thầy giảng đó, đọc kinh, tụng kinh xong đó, thì có những cái chương trình văn nghệ. Thì khi mà tôi bắt đầu tôi viết, thì một trong những lý do đầu tiên là tôi tự hỏi là tại sao bên Thiên Chúa họ có nhiều nhạc Phật giáo, âm nhạc như thế, còn bên Phật giáo mình thì lại không. Thì đó là lý do là
tôi muốn đem âm nhạc vào trong Phật giáo. Và một chuyện nữa là tôi cũng muốn hiểu kinh kệ nó là cái gì. Tôi nhớ ở bên Singapore đó thì có một lần tôi gặp thầy Như Điển đến thăm. Thầy Như Điển đi với một vị thầy Sri Lanka. Ê, hai vị tụng xong thì thầy mới quay lại hỏi các đệ tử có ai hỏi câu gì không? Thì tôi mới đưa tay lên tôi hỏi: thưa thầy, Phật dạy á thì là mình không hiểu gì hết, thầy tụng mà tụng tiếng Phạn thì con đâu có hiểu, thì làm sao mà thầy dạy mình phải làm điều lành nhưng mà nghe tiếng Phạn thì con không hiểu, thì bây giờ làm sao? Dạ. Thì một trong những cái lý do mà tôi mà làm nhạc Phật giáo đó là tôi muốn hiểu bài kinh nó có gì. Thành ra tôi đã khổ là kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Nhập Tụng, kinh Vu Lan, chắc là bao nhiêu bộ kinh, thì dựa vào những cái lời kinh tiếng Việt để tôi muốn đưa vào. Cảm ơn. Trong, để mục đích là cho mình chính mình hiểu trước hết. Dạ vâng. Và sau đây sẽ là một bài hát được anh Võ Tha Hân phổ thành ca khúc, bài An Lạc, sẽ được trình bày qua giọng hát của Vũ Quang Vinh. Cái bài An Lạc là thơ của ai anh? Thơ của anh Tuệ Kiên. Vũ Văn Sang ở bên Texas. Dạ vâng. Bài An Lạc thơ của Tuệ Kiên, nhạc Võ Tha Hân, sẽ được gửi đến quý vị. Xin cảm ơn Võ Tha Hân. Sao màu nhiệm niềm hạnh phúc dâng tràn, lặng yên nghe gió hú, cây rừng vẫn ngã nghiêng, cành khô xào xạc gãy, lá khô rơi rụng đầy. Lặng yên nghe chim hót những lời ca du dương, hay là chim nơi phố những lời kính chân thương. Lặng yên nghe tiếng lặng chim chóc giờ ngủ yên, có cây nằm bấn động gió nhẹ ru sương đêm. Dâng tràn lặng yên nghe gió hú, cây rừng vẫn ngã nghiêng, cành khô xào xạc gãy, lá khô rơi rụng đầy. Lặng yên nghe chim hót những lời ca du dương, hay là chim nói phó những lời kinh chân thương. Lặng yên nghe tiếng lặng chim chóc giờ ngủ yên, có cây nằm bấn đồng gió nhẹ ru sương đêm.
giấc vụ tròn giấc ngủ bình yên. Sáng mai con thức dậy nhìn cuộc sống thần thiên. Ta giấc ngủ tròn giấc ngủ bình yên. Sáng mai con thức dậy nhìn cuộc sống thần thiên. Sáng mai con thức dậy nhìn cuộc sống thần thiên. Đời phải chăng chỉ là những loay hoay không ngừng nghỉ, loay hoay với tình, với tiền, với danh vọng, và ngỡ rằng đó là hạnh phúc. Loay hoay cả đời để rồi một ngày nào đó chợt hiểu rằng tất cả những gì chỉ là chiếc áo khoác trên người, chỉ là bọt bèo ảo ảnh. Làm khách phong trần lang thang mãi, giang hồ lưu lạc quên quê hương. Hãy buông thả hết dòng sầu não, về nâng niu hạnh phúc trên tay. Oh,
Lang thang từ độ luân hồi, vô minh nẻo trước, xa khơi dặm về. Đâu bến giác, đâu bờ mê, nổi trôi sóng cõi, mệnh bốn bề mù sương. Quay đầu lại, rõ con đường, thong dong trong cõi, vô thường trăm năm. Cho hết trời vơi, cho hết vơi.
sẽ biết đường về tứ nghiệp luân hồi trọn vẹn mọi bề. Vua Trần Thái Tông sau một đêm thức trắng uống trà ngắm trăng với thiền sư Đức Sơn đã để lại bốn câu thơ: gió thổi sơn tùng nguyệt chiếu hiên, nhiệm màu tâm cảnh nhuộm hương thiền, thú vui tĩnh mặc nào ai biết, cùng với thiền sư thức trắng đêm. Vì vua anh hùng đã từng đánh bài Nguyên Nam, nhà vua nghệ sĩ, nhà vua thiền sư đã dặn dò chúng ta: mùi thiền ở khắp mọi nơi, trên từng cành cây cầm cỏ, trên từng giọt sương, trên từng cuộn lá. Chỉ cần một giây phút tĩnh tâm là ta bước vào cõi thiền nhiệm màu này. Thú vui ấy chỉ mình ta biết, chỉ mình ta. Chim hót lời thiền ca, sủi reo rắc thiền ca, gió hát bài thiền ca. Dòng tư duy nào đó từng thấy anh mãi ôm, dòng tư duy nào đó cứ ngồi
nào đó chân quý đời bình yên. Dòng tư duy nào đó sống đen sống hiền hòa, dòng tư duy nào đó trên môi nở đó quý vị. Kỳ Trang lên đây là không có trong chương trình, tại vì nếu mà có trong chương trình thì chắc Trang cũng chẳng là không lên cái mục này. Nhưng mà được ngồi ở dưới để lần đầu tiên để nghe các chị hát mà mình không phải tham dự, để là tí nữa xuống là nói là ok, người này hát không đúng, người kia hát trật nhịp. Nhưng mà thưa quý vị, là lần này nhờ Hương Thiền lần đầu tiên, các anh chị em không phải bán vé, tại vì lần nào cũng vậy, tụi em là thiện nguyện hết, nhưng mà nó cũng có những cái course mà đã đi với những cái chương trình văn nghệ, thành ra những lần trước tụi em phải bán vé, thành ra hát hình như là không được hay. Thành ra kỳ này thấy mấy chị mấy anh trên này hát hay lắm, thành ra Trang xin quý vị là nếu quý vị thấy những cái chương trình như vậy có một cái giá trị nào đó, ít nhất là về tâm linh, sau khi mình đi quay một cái chương trình mình ra về mà mình thấy mình cũng được một chút thảnh thơi, một chút an lạc, một chút hạnh phúc, thì xin quý vị bằng mọi cách giúp đỡ dùng cho để những cái buổi thiền ca như vậy còn được tiếp tục. Xin quý vị vui lòng đứng với Hương Thiền để một bàn tay vào Hương Thiền. Xin mời quý vị cùng hát chung với chúng tôi Hiện Pháp Lạc Chú. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Kính thưa quý vị, hai ca khúc Gió Hát Thiền Ca và Hiện Pháp Lạy Chúa là tiết mục cuối cùng của chương trình chiều nay. Trước khi chấm dứt, chúng tôi xin quý vị vài phút để cảm ơn các thi sĩ, nhạc sĩ đã sáng tác những bài thiền ca này. Buổi chiều hôm nay, ngoài sự hiện diện của nhạc sĩ Võ Phát Hưng, chúng tôi còn hân hạnh có sự có mặt của thầy Quảng Thanh, anh là nhà thơ, thi sĩ ca. Và cũng để giới thiệu các anh chị em đã có mặt trong chương trình. Trước hết là các anh chị em trong nhóm Hương Thiền. Thanh Thanh. Vâng anh. Phương Lan. Quỳnh Hoàng. Quỳnh Phượng. Thạch Thông. Lâm Nguyên. Xuân Thanh. Và các sự chẳng của Hương Thiền là Vũ Quang Vinh. Và các bạn bè thân hữu. Và con Cương nữa. Cương Đốc Hương. Chứ mình sẽ giới thiệu được sau. Và các bạn bè thân hữu, ca sĩ Đồng Thảo từ San Jose xuống. Anh Trần Vũ Lan. Xuân Mai cũng từ San Jose xuống. Anh Trần Minh Anh. Anh Trần Minh Anh hình như về rồi. Ô, anh Trần Minh Anh ở dưới kia. Xin cảm ơn anh Trần Minh Anh, mời anh lên sân khấu ạ. Đám trẻ, giới trẻ Minh Từ, Phương Hà, Thanh Hương và Doãn Quốc Hưng. Vì một tập truyện thì ta phải rời sớm. Dạ, và anh còn sinh hoạt của Minh Từ. Dạ. Và các nhạc sĩ, Quốc Võ, keyboard. Nguyễn Chí Dũng, guitar, Phạm Đình Nghiệp, piano, Nguyễn Thu An, các bộ sớm. Đạo diễn sân khấu ngày hôm nay, Quốc Cường. Và kính thưa quý vị, trưởng ban tổ chức, con chim đầu đàn của nhóm Hương Thiền, nhạc sĩ Tâm Nguyện, Nghiêm Phú Phát. Và xin lỗi còn Kim Ngân, Viện Việt Học. Còn Kim Ngân đâu rồi? Và kính thưa quý vị, một lần nữa, thay mặt các anh chị em trong nhóm Hương Thiền, chúng tôi xin gửi lời chào, tạm biệt cùng quý vị và hẹn chúng ta sẽ gặp nhau trong một chương trình tới. Xin chúc quý vị thân tâm được an lạc. Dạ, thân thật cảm ơn chị Kim Ngân, coi như là chủ nhà của Viện Việt Học đã cho chúng em mượn cái nhà này để làm văn nghệ hôm nay. Hôm qua ta ngồi để tin vui, những gì đã qua đi sao vẫn mong giữ lại, cũng không phải ngày mai ta ngồi mơ. Những gì chưa hề ai nên tâm con là trời mới, mà là ngày hôm nay và ở tại nơi đây, thân tâm ta đạt chú trong chánh niệm trọn đời, thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra niềm mỉm cười, an trú trong hiện tại giây phút đẹp tuyệt vời. Cảm ơn quý vị. Và thưa thầy, thưa các anh chị và các bạn, hạnh phúc nhất của Hương Thiền là cho đến giờ phục chó mà vẫn còn thầy và các anh chị các bác ngồi đây với chúng con. Dạ, chúng con rất là hạnh phúc và xin thành thật cảm ơn.